Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang trên đường để đi xuống dưới láng với bản của anh Huân. Thì Sang nhớ cách đây hơn một tháng trước, Sang có làm một cái đoạn video là cùng với anh Huân đi vào trong rừng 10 ngày. Thì chuyến đi cũng đã kết thúc rồi và Sang cũng đã về nhà rồi mọi người. Nhưng mà sau chuyến đi đó, khi mà Sang về nhà thì có rất nhiều người bình luận hỏi Sang về anh Huân. Nào là công việc của anh Huân là gì, rồi anh Huân đồng hành cùng Sang như vậy á, có phải là thành viên trong team của Sang hay không? Và nếu là thành viên trong team của Sang á, thì Sang có trả lương cho anh Huân hay không? Thật ra thì cách đây khoảng tầm 2 năm trước á, Sang có làm một cái video là thăm nhà anh Huân, cũng như là giới thiệu sơ về anh Huân cho mọi người cùng biết. Nhưng mà hôm nay thì có nhiều người thắc mắc cũng như quá nhiều người hỏi, nên Sang quyết định là quay trở lại láng của anh Huân một lần, lên trên anh Huân một lần để mà gặp anh Huân cũng như là trả lời những câu hỏi mà mọi người thắc mắc nha. Hôm nay xuống dưới láng của anh Huân đó mọi người. Thì anh Huân rủ Sang là đi vào trong trong bìa rừng để lấy một ít chuối rừng nha. Nhiều người hỏi Sang là cái công việc của mấy anh em dưới đây là gì. Thì nói chung là công việc dưới đây chủ yếu là về rừng thôi mọi người. Thì sẽ thu hoạch những cái thứ mà ở trong rừng mà không bị cấm, không bị phạm pháp thì thu hoạch, giống như là mùa ong thì anh Huân sẽ đi bắt ong, còn những qua mùa ong thì sẽ đi tới mùa măng sẽ đi lấy măng hoặc là đi lấy chuối rừng. Nhưng mà chuối rừng này thì lâu lâu mới đi lấy một lần nha, khi nào mà có người đặt thì mới bắt đầu đi lấy. Ở đây thì có vườn bắp nè mọi người, này giống bắp trắng đó ta, đúng không anh Huân? Bắp đỏ mà, cái này khô rồi. Gần bìa rừng này thì con khỉ nó phá lắm á. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi kiếm một ít chuối rừng nha, để về phơi khô. Đó, già đó, cái đó lấy được chưa? Được. Ở đây có một buồng chuối rừng nè mọi người. Ba buồng đó hả? Cái chuối này thì dạng như là vào cái khoảng thời gian trống á, vào cái mùa mà không có cái gì để thu hoạch á, thì anh Huân mới đi lấy cái chuối rừng này thôi. Tại vì cái chuối rừng này nó có người mua nhưng mà giá nó cũng không có cao mọi người. Gọi là thời gian trống, thời gian rảnh mà không biết làm gì thì mình mới lấy cái này. Còn những cái thời gian còn lại thì anh Huân sẽ đi giống như là bắt ong, bắt cá, những cái công việc khác. Và có cái loại chuối bự lắm mà anh Huân, đúng không? Chuối trắng người ta mua à? Chứ người ta chỉ lấy loại chuối này thôi đúng không? Chuối rừng thì nó có hai loại nha mọi người, một loại chuối trắng, một loại chuối đen. Chuối đen thì người ta mới mua. Đó là phơi nguyên, ở chạy mượn á. Đây là người ta phơi nguyên hoài luôn chứ. Sắc nhỏ hả? Nó thấy cái đợt người ta phơi nguyên trái luôn á. Cái này anh Huân bảo là có người đặt nguyên trái thì mình để nguyên trái, còn nếu mà có người muốn sắc lát thì mình sẽ sắc lát ra nha mọi người. Cái này người ta phơi để người ta làm rượu chuối á. Một bụi đây mà được 2 buồng, 3 buồng. Cái chuối này mà chín là ăn ngon lắm mọi người. Người ta gọi là chuối khỉ á. Một buồng. Nhẹ hiểu ta. Cái buồng chuối trắng kia em thấy nó bự lắm. Ôi. Cái này phải già thì mình mới lấy được. Ôi, cái này già lắm anh.
Đây một buồng nữa mọi người. Ôi cái cây này đẹp ghê ha. Ở đây có một cái cây nó to, thật là to luôn mọi người. Một buồng này đẹp lắm. Đây mọi người, đây là một cái buồng chuối chuối hộp rừng nè mọi người. Cái loại này thì có mới có nhiều hộp nha. Có một cái loại trái rất là to nhưng mà hộp ít lắm. Người ta chỉ mua loại này thôi. Đó, ba buồng quá nhiều. Hanh, giúp bỏ đây đi. Cắt về gom sâu. Ba buồng nó đầy cái gùi rồi. Ở trên buồng này. Chưa anh lên đảo. À, cái này là thảo quả nè mọi người, đúng không? Đúng thảo quả không? Lấy nhiều lắm, đúng rồi. À, cái này nè mọi người. Cái này thì vẫn thu hoạch được nha mọi người. Anh Huân bảo là cái này thì ở chỗ đây người ta mua là 4.000 mấy, 5.000 một ký. Còn cái chuối này thì đi lấy chuối tươi thì cũng là 4.000 một ký thôi. Làm chuối khô thì sẽ mắc hơn một chút. Nhìn giống như nho anh nha. Thiệt mà. Nó chứ trong, ăn thử. À được không ta? Được hả? Ăn thử trái này nha mọi người. Chua chua. Chua chua cay cay. À, trái này chỗ Sang gọi là, anh Huân gọi là quả thảo, thảo quả mọi người. Đây là cái lá đó nè. Sao không thấy trái ta? Cái này ăn ngon á mọi người. Nó chua chua cay cay nha. Giống như là có cái vị của gừng á. Nói chung cái công việc của những người thợ rừng á thì ở đây sẽ có rất nhiều thứ để thu hoạch. Nào là lan, mật ong, chuối rừng, hạt thảo quả này, rồi măng này kia. Nhưng mà cái công việc này thật ra thì nó rất là cực luôn. Tại vì mọi người sẽ thấy là mỗi lần mà Sang với anh Huân đi xuống rừng á, thường là sẽ không có đi một ngày hai ngày mà về đâu. Sẽ đi rất là lâu. Một chuyến đi của anh Huân xuống dưới rừng này sẽ khoảng tầm 3-4 ngày mới về một lần nha. Tại vì từ đây mà về dưới nhà thì chạy xe máy rất là xa. Nên thường thì mỗi lần một chuyến đi như vậy kéo rất là dài nè. Dạng như là mình đi xa nhà không mọi người. Nên kiếm tiền được từ rừng á thì cũng không phải là một công việc đơn giản. Mà đâu phải là lần nào đi cũng sẽ có tiền về đâu. Mời mọi người ăn cái trái này nha. Lần đầu tiên tôi ăn đó. Nó chua chua ngọt ngọt, nhiều nước và cay cay. Một gùi này chắc khoảng tầm 20-30 kg mọi người. Nãy giờ thì mấy anh em Sang đã lấy được khoảng tầm 3 gùi rồi. Cái chuối này không phải là lúc nào cũng có người mua. Khi nào mà có người đặt thì mình mới đi lấy nha. Nên cái số này thì cũng đã đủ rồi. Nên giờ thì mấy anh em Sang sẽ vác cái phần chuối mình ra trên thuyền. Rồi chuẩn bị quay về chòi nha. Được bao nhiêu đây chuối nha mọi người. Cũng khá nhiều đó. Còn đây là cái thành quả mà nãy giờ mấy anh em Sang đi chặt được cho mọi người. Chắc chặt khoảng tầm 1 tiếng 2 tiếng mà được ở đây 5-6 buồng nữa này. Buồng này thì cũng khá nặng đó. Cái loại chuối này nó nặng lắm. Loại chuối này nặng lắm. Ở đây là hai loại khác nhau nha. Một loại là trắng này, một loại là đen, là một loại là gọi là chuối trắng, một loại là chuối đen. Chuối đen thì nhiều hạt hơn, chú
chuối trắng thì ít hạt hơn. Cái này là do người mua, người ta đặt loại nào thì mình chặt loại đó nha. Cái này thì chặt về để ngâm rượu thôi. À, không phải như vậy là bán được nha mọi người. Mình về mình phải sắc ra, mình phơi khô nữa. Khô thì mới bán được thôi. Đây là toàn bộ cái phần chuối rừng mà anh Huân vừa mới lấy về nè mọi người. Thì ở đây được 7 buồng to nha. Thì cái chuối này không phải là mình cứ lấy về là mình sẽ bán được cho mọi người. Bán tươi thì rất là rẻ luôn. Nên lấy về tới chòi thì anh Huân bây giờ còn phải chặt ra. Chặt ra mà còn phải phơi cho nó khô thiệt khô thì mới giao cho người ta được. Thì đây là cái lát chuối mà anh Huân vừa mới chặt này. Đây một cái lát nó như thế này mọi người, mình phải chặt mỏng như thế này mình phơi nó mới khô. Phía trong cái loại này thì nó rất là chát với là toàn hạt thôi. Người ta lấy cái này về người ta ngâm rượu mọi người. Cái loại to như thế này thì mình sẽ chặt ra thành lát mỏng. Còn loại nhỏ như thế này thì mình để nguyên trái mình phơi luôn cũng được. Hoặc là mình lột vỏ mình phơi nếu mà nó già. Còn chưa già thì mình có thể là phơi nguyên trái luôn. Cái loại này thì người ta thích hơn. Giờ thì anh Huân sẽ chặt hết nó ra nha. Hôm nay Sang với anh Huân định là làm chuối phơi khô mọi người. Nhưng mà có lẽ là thời tiết không ủng hộ hai anh em Sang rồi nha. Anh Huân thì vừa mới chặt xong mấy lát chuối ra ở đây thì trời ui ui không có nắng. Nên cái này thì có lẽ là một xíu nữa mấy anh em Sang sẽ gom vào trong cái gùi như thế này. Hông trong kia cho nó khô nha. Sáng mai nếu có nắng thì phơi sau. Còn phía bên đây thì anh Huân đang làm mấy cái ống lương nha mọi người. Để tối nay thì mấy anh em Sang sẽ đi đặt vài cái ống lương. Đây là mấy cái hôm lương mà anh Huân sẽ chuẩn bị đặt nè mọi người. Cái mồi để bẫy lương á, sẽ là cái mồi con trùng á. Con trùng với lại con sùng á mọi người. Mình để cho nó hư đi. Mình bỏ vào trong hôm thì con lương nó sẽ rất là khoái ăn luôn. Ở đây thì mấy anh em sang chuẩn bị được 7 ống nha. 7 cái hôm. Mấy cái hôm lương á, thì anh Huân cũng đã bỏ mồi xong rồi nha mọi người. Giờ thì hai anh em sang sẽ mang cái hôm này ra ngoài cái ao trước cửa trọ anh Huân nè mọi người để đặt nha. Cái này cũng không phải là cái ao mà chỉ là một cái dũng sình ở trong rừng á, nên nó có một cái phần nước ở trong đó, nhưng mà cái dũng sình này năm nào cũng có lương về ở hết cả. Cái này thì không ai nuôi cá cũng không ai nuôi gì ở đây hết, nhưng mà con lương nó vẫn sống đây khá nhiều mọi người. Để đặt được cái hôm lương như thế này mọi người thì cũng đơn giản. Mình chỉ cần gắm cái đầu của cái hôm lương xuống nước. Còn cái đuôi thì mình cho lên trên bờ nha. Sau đuôi của hôm lương thì có một cái lỗ chân lương, nếu mà vô thì nó vẫn có không khí để nó thở. Huân đặt xong một cái rồi, giờ lại tiếp tục kiếm chỗ đặt cái thứ hai. Thank you.
Sang cũng đã đặt xong 7 cái ống lươn rồi nha mọi người. Cái này thì khoảng tầm 9 giờ mình mới biết kết quả là có hay là có lươn hay là thất bại nha. Thôi giờ thì về chòi nấu nồi cơm, xong rồi chờ đợi tới tối xem là có dính lươn được hay không. Giờ về thôi. Đây mọi người xem con chó này, cứ đi đâu nó cũng đi theo hết. Bây giờ về chòi nha. Cống lương từ buổi chiều á, bây giờ thì cũng đã tối hẳn rồi nên bây giờ hai anh em Sang sẽ đi thăm. Ống lương này mình đặt á, mình sẽ thăm hai lần nha. Tại vì nếu mà mình để nguyên cả một đêm mình không thăm á, sáng mai những con lương mà nó dính rồi á, nó sẽ nó xảy ra, nên cứ 8 giờ 9 giờ mình sẽ thăm một lần, xong rồi sáng mình thăm thêm một lần nữa. Có nha mọi người. Ui, ba con luôn. Này hết mồi luôn quá, coi còn mồi không á. Hết mồi luôn. Xíu cho bạn đầu trùng thay mồi nha mọi người. Ở đây ống này dính được một phát ba con luôn, nhưng mà không to lắm. Ba con. Xíu nữa sang cái đầu trùng để thay mồi nha. Cái ống này nó vô là con lươn nó ăn hết mồi á. Đều bóng nha. Nặng à. Sắp sắp lên. Chắc không to. Không to. Con thì... Ở đây ống này dính nè mọi người. Ui, hai con luôn. Một con to, một con vừa vừa. Đây mọi người thấy đã không? Lươn này là lươn rừng luôn á mọi người, chứ không phải lươn đồng nữa. Tại vì ở đây là ở trong rừng nè. Để ống ra ngoài đi, lát em đặt lại em thôi. Chắc hết mồi đúng không? Ừ. Ô, cả tí rồi. Đặt cái này thì nó đã lắm mọi người. Tại vì lương khi mà nó vô là nó vô nhiều lắm. Bên này là ống cuối cùng. Chiều thì mà hai anh em xe đặt có 7 ống thôi. Có. Vậy là đặt khúc phía trong đây mới có ha. Phía ngoài đây không có đâu. Cái đất cứng à, đất này chưa có luôn. Phải đặt sâu sâu phía trong chỗ. Ui. Hai con hả? Hai con ba con gì mọi người. Đây mọi người xem nè. Dính cái được cái ba ống à, mà được bao nhiêu đây nha. Quá trời luôn. Hai anh em sang đọc lương được nè. Thì được ở đây 9 con lươn nha. Đây mọi người xem, lươn này là lươn rừng nha, không phải lươn đồng đâu. Tại vì mấy con lươn này nó ở tận chít sâu ở trong rừng luôn. Cái hồ này thì tận ở trong rừng, còn không có cái ruộng nào ở đây nên cũng không gọi là lươn đồng nha mọi người. Mình xem này, đã ghê không. Mặc dù mấy con này không to, nhưng mà cỡ này thì vừa ăn hết rồi. Đây, con này là to nhất này. Đây là cái con lươn to nhất này.
còn mấy con này nhỏ nhỏ, tổng cộng là được 9 con. Như đây thì chắc hơn 1,5 kg mấy người. Giờ thì anh Huân đặt tiếp mấy cái ống này cho xong, xong rồi mấy anh em sang sẽ quay về chòi nha. Rồi giờ sáng rồi tiếp tục, sáng mai mình sẽ đi thăm tiếp, thăm được nhiều nhiều quá, ngày mai sẽ làm một cái món ngon ngon ăn cùng với tất cả mọi người ở đây ha. Hôm nay vậy là buổi tối vậy là cũng khá thành công luôn rồi. Giờ thì hai anh em sẽ quay về chòi rồi chuẩn bị đi ngủ nha. Sáng mai thì tiếp tục dậy để thăm mấy ống lươn tiếp. Tối nay thì được ngủ ở chòi. Ngủ ở chòi đây á thì thoải mái hơn là ngủ ở mấy cái chòi phía trong rừng, tại vì ở đây thì ấm này, có nhiều chỗ mắc võng đó. Bây giờ thì Sang với anh Huân sẽ đi thăm cái ống lươn mà tối qua mình đặt đó mọi người, để xem là mấy cái ống này sau một đêm á có lươn nó vào nữa hay không. Tối qua thì hai anh em sang thăm á thì được 9 con ở đây rồi, giờ kiếm thêm một ít nữa nha. Đầy ấu luôn hả? Hả, để một lúc đi mình đổ sao ha, để em phụ cơm nữa. Anh Huân bảo là ống kia đầy ấu nữa. Đây đây là cái ống mà tối qua mình đặt nè mọi người, giờ mình dở lên nha. Ui, rất cái sắc luôn rồi, thì chắc lươn ra hết rồi. Ui, cái nào cũng có anh Huân ơi. Nặng lắm hả? Vậy lươn to rồi đó. Cái này nó rớt luôn cả cái sắt nữa, chắc lươn ra hết rồi, nhưng mà vẫn còn. Bên đây á, ở đây. Đây thì một ống nữa mọi người, lát đổ một lần cho nó đã. À, mình đổ nước ra nha. Ui, cái này cũng nặng lắm nè. Vậy là vô mánh rồi mọi người. Nãy giờ thì Sang với anh Huân đã gom hết mấy ống lươn về rồi nha mọi người. Bây giờ sẽ đổ ra. Ui đây, một con nha, một con nhỏ nhỏ. Chết luôn rồi. Chết luôn. Ngập nước nó chết luôn. Ống thứ hai, hai con nhỏ xíu. Đây vẫn còn ba ống này. Có ống nào nặng nặng không? Ui, ba con. Có con nhỏ con bự nha mọi người, đây này. Nói chung là mấy cái con này nó ham ăn lắm. Hai con, ui con này bự vậy. Vàng vàng khè luôn. Đây, mọi người xem con lươn này này. Vàng khè luôn nha. Do mấy cái ống kia đặt ở trên cạn á mọi người. Đặt ở phía bên này nè, nước ít á. Lươn ít, ui. Ba con to. Chứ mấy ký luôn á. Mọi người thấy đi đặt lươn đã không? Gần như là ống nào cũng có cả. Con này to nè. Nè, ống đó nè. Rồi. Đó. Ba bốn con luôn. Có con bự nè. Đây, đây là ống cuối cùng nha mọi người. Hai con. Rồi, vậy là hết. Đây là toàn bộ thành quả nha. Chắc được khoảng tầm 20-30 con lươn mọi người. Như đây chắc 3-4 kg luôn á. Chỉ đặt có vài ống thôi. Rồi thì sẽ đếm thử bao nhiêu con. Luôn dịch xuống đi. 1 nè. 2, 3. Con nó bự á. 4. 5. Có 6. 7. Nhiều quá mọi người. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 con. 27 con lươn nha mọi người. Quá trời luôn. Bao nhiêu đây thì mới đầu định là đặt ăn thôi, mà nhiêu đây thì chắc ăn không hết luôn á mọi người. Nhiêu đây chắc 3 kg luôn á. Quá trời. Lát mấy con nhỏ thì mấy anh em sẽ thả nha mọi người, để cho nó lớn, còn mấy con bự thì mình mới ăn thôi. Anh Huân đang trong chòi để chuẩn bị bữa ăn sáng. Còn Sang ra đây thì không quên nhiệm vụ chính của mình ngày hôm nay, là Sang lên đây để mà trả lời một số câu hỏi của tất cả mọi người. Là nhiều người hỏi Sang là anh Huân đi đồng hành cùng Sang trong những cái chuyến đi như vậy,
thì Sang có trả lương cho anh Huân hay không. Thật ra thì tất cả những người đi cùng Sang, đồng hành cùng Sang, Sang đều xem họ là thành viên trong nhóm của Sang tất cả mọi người, là anh em của Sang. Từ mấy đứa nhóc đến những người mà anh ở trên bảng này, nên tất nhiên là những người đi cùng Sang đều trả lương xứng đáng với những cái công sức họ bỏ ra để mà giúp đỡ mình. Còn về nhiều người hỏi là một tháng Sang trả cho anh Huân bao nhiêu á, thì thật ra đây là một cái điều mà cũng rất là tế nhị. Nên trong suốt thời gian mà anh Huân đi cùng Sang á, Sang đã được nghe cái câu hỏi này rất là nhiều, nhưng mà Sang không dám trả lời. Như hôm nay thì nhiều người hỏi quá nên Sang sẽ làm một cái video này cho mọi người được biết rõ. Thì cái lúc mà Sang mới bắt đầu quen anh Huân á, Sang lên đây thì Sang đi theo cùng với anh Huân trong những chuyến đi bắt cá này kia á, thì Sang cũng có muốn trả lương cho anh Huân, nhưng mà lúc đó Sang nói với anh Huân á, thì anh Huân không có nhận, do anh Huân nghĩ là Sang đi theo á, chủ yếu là đi theo xem mấy anh em đi bắt cá này kia, tại vì bắt cá cũng là một công việc của anh Huân á, nên lúc đó anh Huân từ chối nhận lương của Sang. Nhưng mà Sang luôn luôn nhớ lại những cái ngày mà anh Huân đi, là mình ghi lại đó, xong rồi gom nhiều ngày á, thì Sang mua cái này mua cái kia để mà tặng cho anh Huân. Anh Huân thì cũng còn có gia đình, cũng còn có mấy bé nhỏ ở nhà nữa, nên sau này thì Sang thuyết phục anh Huân là nhận lương từ Sang. Lúc đó thì Sang kêu anh Huân là nhận lương theo tháng, giống như là mấy đứa nhóc đi cùng với Sang á mọi người. Thì nhưng mà anh Huân lại không muốn nhận kiểu đó, tại vì anh Huân có quá nhiều công việc, tất cả những công việc đều về rừng hết cả, nên rất ít khi có thời gian dạng như là thời gian rảnh để mà đi quay video cùng Sang. Chủ yếu là Sang lên đây là đi đồng hành ở những cái công việc của anh Huân thôi. Nên anh Huân nói là nếu mà đi ngày nào á, thì nếu mà tính được á, thì tính cho anh Huân ngày đó thôi. Gom lại á, thì Sang gửi một lần. Nên cái lúc đầu á, Sang nhớ khi mà Sang 2-3 năm trước á, Sang bắt đầu trả lương cho anh Huân á, thì Sang trả cho anh Huân là 800 ngàn trên một ngày, là cách đây 3 năm trước nha mọi người. Thì sau khoảng thời gian mà 3 năm đó, đến ngày hôm nay thì mọi người cũng thấy là anh Huân, mấy anh em trên đây cống hiến rất là nhiều trong cái video của Sang. Nên ai đi làm nhiều thì tất nhiên cống hiến nhiều thì sẽ được Sang gửi nhiều hơn, xứng đáng với công sức của họ bỏ ra. Và đến ngày hôm nay thì anh Huân đã đồng hành cùng Sang đã 3 năm rồi mọi người. Và cái mức lương theo ngày của anh Huân nhận là Sang gửi cho anh Huân là gần gấp đôi ngày bắt đầu, là 1,5 triệu trên một ngày nha. Và trong cái chuyến đi 10 ngày vào trong rừng thì anh Huân đã đi cùng với Sang được 10 ngày. Và 1,5 triệu một ngày là 10 ngày là 15 triệu nha mọi người. Nên cái đợt này Sang lên trên đây để mà trả lương cho mấy anh em ở trên đây, là trả lương cho anh Huân vì đã đi cùng với Sang 10 ngày vừa rồi. Thì có lẽ là nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao anh Huân lại nhận cái số tiền nhiều nhất ở trong nhóm của Sang. Tại vì mọi người thấy là một cái chuyến đi anh Huân bỏ ra rất là nhiều, nào là phải bỏ tiền xăng rồi tiền xuồng này kia, rất nhiều thứ. Nên Sang luôn muốn là giúp đỡ cho anh Huân, gửi lại cho anh Huân nhiều nhất có thể nha. Số tiền thì Sang đang cầm trên tay rồi. Bây giờ thì Sang với mọi người mình sẽ vào để mà phát lương cho anh Huân cũng như là anh Nghĩa ha. Này tính làm món gì anh Huân? Nướng nha. Nướng hả? Đây là cái số lương mà mấy anh em Sang đặt ống được nè mọi người. Anh Huân đã mần ra đang chuẩn bị làm món nướng nha. Đi vào trong rừng này thì món nướng có lẽ là món ngon nhất luôn mọi người. Không có món gì mà hơn món nướng đó. Gửi tiền cho anh Huân. Tiền lương đi cùng với em 10 ngày sinh tồn. 240 ngày bắt ông. Lộ hâm 240 giờ bắt ông. Em gửi cho anh Huân nha. Đó giờ đi thì cũng như em nhiều rồi. Em cảm ơn sao? Rồi. Còn, cảm ơn mọi người nhé. Còn đây cô anh Nghĩa. Đây, em gửi anh Nghĩa nha. Ôi nhiều thế. Đâu. Rồi. Cảm ơn hai anh vì đi cùng Sang trong chuyến đi 10 ngày bắt ông.
Nhưng hỏi quá nên Sang mới làm cái video này cho mọi người biết ha. Nhiệm vụ chính của Sang ngày hôm nay xuống dưới đây cùng với anh Huân á là gửi tiền lương cho mấy anh em á thì cũng đã xong rồi. Giờ thì chuẩn bị tới cái bữa ăn sáng rồi mấy anh em Sang chuẩn bị chạy về nha mọi người. Đây là mấy con lươn mà anh Huân đặt ống được nè. Anh Huân mần ra kẹp vô trong cái tre như thế này để nướng nha, cuộn tròn lại. Cái món này đơn giản nhưng mà đảm bảo sẽ rất là ngon. Giờ đặt cái này lên lửa than mình nướng thôi, rồi ăn sáng nha. Sang với anh Huân cũng đã ăn cơm nước xong. Anh Huân thì tiếp tục đi vào trong rừng để làm những cái công việc của mình. Còn Sang bây giờ thì đang trên đường để quay trở về nhà nha. Thì video ngày hôm nay á, Sang đã cho mọi người biết về cái công việc cũng như là cái cuộc sống của anh Huân ở trên đây như thế nào. Đa phần là anh Huân sẽ làm những công việc ở trong núi rừng thôi. Và kiếm được đồng tiền trong rừng á, thì cũng không phải là đơn giản. Còn về cái phần mà trả lương cho anh Huân á, thì Sang cũng đã trả cho mọi người biết là anh Huân đồng hành cùng Sang á, thì Sang trả bao nhiêu lương. Còn clip của Sang ngày hôm nay á, cũng khá dài rồi. Nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây nha. Nếu mọi người yêu quý Sang á, mọi người hãy cho Sang xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em Sang. Sang chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.